Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cách phân biệt thật giả tài thắng Rise Boy thế hệ mới. Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại tài thắng làm nhái các danh hiệu Rise Boy với chất lượng kém, làm mất uy tín thương hiệu và gây ảnh hưởng đến cái sự an toàn của người sử dụng. Vì dưới đây là một số cách đơn giản giúp các bạn vừa dễ dàng phân biệt các tài thắng Rise Boy chính hãng và hàng nhái. Sản phẩm tài thắng làm nhái được gia công bằng một cái vật liệu kém chất lượng nên rất dễ phân biệt bằng mắt thường. Dưới đây là những cách phân biệt vô cùng đơn giản ta có thể quan sát trực quan. Phần hộp phía bên ngoài hay gọi là hộp sản phẩm. Tất cả những sản phẩm mâm của Rise Boy, không riêng gì cái phần tài thắng Rise Boy, đều phải dùng cái hộp đỏ chính hãng Rise Boy. Bên ngoài có những thông số cơ bản về cái sản phẩm, địa chỉ liên hệ, nhà máy sản xuất và đại lý độc quyền, cũng như tem chống hàng nhái. Phần hộp sẽ có màu đỏ tươi hơn, các chi tiết nét cũng rõ ràng và sắc hơn. Tem chống hàng giả. Cái phần tem chống hàng giả của hãng Rise Boy vô cùng đặc biệt. Bình thường ta thấy cái khung màu đỏ rất là đơn giản, nhưng khi gặp nước, cái chữ RCB ở giữa sẽ hiện ngay. Tuy có những cái test này chỉ dùng được một lần duy nhất cho mỗi con tem. Còn đối với những sản phẩm giả, khi gặp nước sẽ không bất kỳ cái tín hiệu phản ứng gì, mà ngược lại có thể chóc kèo. Các họa tiết nét chữ sản phẩm. Thông qua những ảnh so sánh, các bạn thấy được từng chi tiết nhôm cho đến cái màu sắc của hàng chính hãng rất là tinh xảo. Các cái chữ trên sản phẩm cũng rất là dễ dàng nhìn thấy cái sự sắc sảo của nó. Và giá thành của những mẫu tai này đang được các shop đồ chơi ở Việt Nam bán là 500.000 đồng một cái. Hy vọng với những cái cách phân biệt như trên, anh em có thể mua được cho mình một cái sản phẩm chất lượng của hãng Rise Boy. Bảo vệ tài thắng Rise Boy chính thức có mặt ở Việt Nam. Mới đây thương hiệu Rise Boy vừa đem đến cái sự bất ngờ cho người tiêu dùng Việt khi chính thức phân phối sản phẩm bảo vệ tài thắng hệ mới được ứng dụng trong các trường đua nổi tiếng. Cái dòng sản phẩm này được dùng trong những giải đua lớn tại châu lục như là ARC hoặc là thế giới như là MotoGP, WSK v.v. trải qua rất nhiều thử nghiệm và đánh giá của những tay đua có kinh nghiệm. Hôm nay, Rise Boy Việt Nam đã định nhập về và phân phối dòng sản phẩm này phục vụ cho những tín đồ chơi xe ở trong nước. Ưu điểm chính của cái càng bảo vệ tay lái là ngăn ngừa cái trường hợp là phanh vô ý thức. Điều này dễ dàng nhìn thấy trong những trường hợp đua xe mô tô khi những chiếc xe đua cạnh tranh với nhau rất quyết liệt và đường chạy rất là khác nhau. Vì thế rất dễ dàng va chạm cái tay phanh khi cả hai cùng so kè trong phạm vi hẹp. Ví dụ điển hình như là cái cuộc đụng độ giữa Valentino Rossi và Marc Marquez trong cái mùa giải MotoGP năm 2005. Không chỉ những cái tai nạn hiện hữu trên mà còn nhắc về khi xa những cái giải đua xe. Hãy tưởng tượng khi xe máy của bạn ở những cái làn đường giao thông đông đúc, nếu vô tình cái cần thắng xe của bạn va chạm vào gương của một cái chiếc xe bên cạnh, tất nhiên khả năng phanh là vô tình bị tác động và xảy ra những hậu quả rất là khó lường. Theo những thông tin mà bên phía Rise Boy Việt Nam công bố, thì cái bộ càng bảo vệ tay thắng này có thể lắp được cho tất cả những dòng xe, đi cùng với 4 gam màu chủ đạo: đỏ, cam, vàng và đỏ. Ngoài ra, cái dòng sản phẩm này có được bán lẻ với bên tay thắng này được bắt người dùng phải mua cả cặp. Sản phẩm này chia làm hai phiên bản. Một bản là kết hợp nhôm và nhựa cứng. Phiên bản 2 là đen nguyên khối được làm bằng nhôm đúc. Đây là phiên bản kết hợp nhôm và nhựa cứng. Và đây là phiên bản thứ hai bằng nhôm đúc. Cảm ơn các bạn đã giúp này để tiếp nhớ like, share, subscribe.